tôi tên là Lê Thị Gấm. Chúng tôi là từ ngoài Bắc vào đây bác ạ. Đấy, thế nhưng mà vào đây các cháu nó vào đây, nó làm ăn, nó sinh ở đây mà đã tin tưởng đến bệnh viện này thì gia đình chúng tôi đến là đặt niềm tin vào bệnh viện hết. Đến đây thì tôi thấy là tất cả các bác sĩ rồi các điều dưỡng và tất cả đấy đều coi như là tận tình và gần gũi lắm, cơm ăn đường miệng ngon lắm. Hết là hôm nay là bà cháu cho tôi về thì cảm ơn tất cả là các bác sĩ rồi các tôi gọi là trong bệnh viện, thì hôm nay là bà cháu tôi về.